Vâng, xin chào các bạn, mình là Lâm Làng Sếp. Ngày hôm nay trên tay mình đang là siêu phẩm Felix Hyper Carbon của hãng Tipha và mặt vợt mới nhất K3 Pro. Ngày hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm combo này cùng với câu lạc bộ bóng bàn Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy 35 Trần Quý Kiên. Chúng ta hãy cùng với mình đi trải nghiệm siêu phẩm này nhé. Thank you.